Trở lại với kênh YouTube My Bạn Channel nha. Thì đây bạn mình mua 300 g đậu trắng Đà Lạt các bạn, đậu trắng tây các bạn. Đậu này thì trồng ở Đà Lạt nha các bạn. Thì đây là 300 g nha. Hôm nay mình sẽ làm mứt đậu trắng nha bạn. Thì đây là mứt ha, thì đây là cái đậu trắng này là đậu tươi các bạn. Mình mua cái đậu tươi về á thì nó ngon hơn là cái đậu khô, thì mình phải ngâm nước cho nó nở ra. Còn cái đậu tươi này á thì mình không cần phải ngâm nước nha các bạn. Vậy mình để vào mình luộc thôi ha. Rồi thì đây là 300 g đậu trắng nha. Bây giờ mình luộc nha các bạn, mà để cho đậu á, mà mình luộc cho cái đậu nó mềm đều á các bạn, thì phải có một cái bí quyết nha các bạn. Đây thì khi luộc á là mình cho vào trong cái nước á khoảng nửa muỗng cà phê baking soda nha các bạn. Thì lúc đó cái đậu của mình á nó mềm đều nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ luộc cái đậu này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho 300 g đậu trắng này vào nồi mình luộc nha các bạn. Rồi bạn cho nước nó tiếp tiếp cái đậu nha. Đôi đậu là được các bạn. Đó, mình giờ xong rồi nha các bạn. Thì rồi bạn cho vào, đây là bí quyết để luộc đậu nó mềm nó bùi nha các bạn. Đây là nửa muỗng cà phê baking soda nha các bạn, hay còn gọi là thuốc muối đó nha, hay còn gọi là thuốc muối nha các bạn. Rồi bây giờ mình mở lửa nhỏ nhỏ mình luộc đây, khi nào đậu nó mềm á thì mình mang ra mình làm mứt nha các bạn. Rồi, giờ mình để đây mình luộc lửa nhỏ nhỏ thôi nha các bạn. Lửa lớn quá thì đậu nó bị nứt ra làm hai nha các bạn. Đậu tươi này nè các bạn, đậu cái đậu trắng tươi này mình luộc nó mau mềm lắm các bạn. Nãy giờ mình luộc nãy giờ 15 phút các bạn, mình để lửa riu riu thì nó mềm mình các bạn, nó sắp nứt ra luôn. Thì nó mềm thì giống như mình luộc mềm nấu như chà đậu nha các bạn. Thì bây giờ mình vớt ra nha các bạn. Mình vớt ra. Mình sẽ vớt ra rồi mình ướp đường vô rồi mình làm mứt đậu nha các bạn. Đậu trắng này thì nó mềm nó bùi ngon lắm các bạn, mình nấu chè ăn rất là ngon. Đậu trắng này là đậu trắng tây nha các bạn, nó mềm các bạn, nó nứt ra luôn nè. À, bạn thấy không? Thì bây giờ mình sẽ đi ướp đường cái đậu này nha các bạn. Đậu bây giờ nó mềm các bạn, mình đã vớt ra rồi nè các bạn. Thì đây là 300 g đậu trắng nha các bạn. Còn đây là 200 g đường cát nha, 300 g đậu trắng, 200 g đường cát nha. Thì bây giờ mình sẽ trộn cái đường cát này vào trong cái đậu này nha các bạn. Rồi, mời các bạn theo dõi video mình làm mứt đậu trắng nha. Mình chuẩn bị một cái thau này nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho đậu vào trong cái thau này rồi mình bắt đầu mình ướp đường vào nha các bạn. Bạn nhẹ tay thôi nha, đừng có mạnh quá thì đậu nó sẽ bị nát nha các bạn. Ở này đậu này nó chín này, nó mềm, nó bùi lắm rồi nên các bạn cứ nhẹ tay thôi nha. Rồi kế tiếp đó là mình trộn cái này á là 300 g đậu, 200 g đường cát nha các bạn. Mình trộn nhẹ tay nha các bạn cho cái đường nó thấm vào trong cái đậu nha các bạn. Các bạn đừng làm mạnh tay ha, mạnh tay là cái đậu của mình nó bị nát á, lúc này cái đậu của mình nó mềm lắm rồi nha các bạn. Đậu trắng này thì mình làm mứt Tết rất là ngon nha các bạn. Rồi bây giờ á, xong rồi á, thì bây giờ mình sẽ để đây cho cái đậu này nè, cái đường này nó thấm vào trong cái đậu. Xong rồi bây giờ mình để 15 phút rồi nè các bạn, cái đường nó thấm vào trong cái đậu và nó cũng ra cái nước rồi nè các bạn. Thì bây giờ á, thì mình sẽ đi sên cái đậu này lại nha các bạn, thành cái món mứt đậu nha các bạn. Chảo lên nè bạn, nó nóng rồi thì mình sẽ cho đậu này vào mình sên từ từ nha các bạn, cho nó khô lại nha các bạn. Thì cái này á là 300 g đậu tươi á nha các bạn, mình xài đậu tươi nha, mình không có xài đậu khô nha các bạn. Mình nên cái công thức của mình á là cái công thức đậu tươi nha các bạn.
đậu Đà Lạt tươi các bạn. Đó, thì mình xài á là 300 gram đậu, 200 gram đường thôi. Đó, thì nó vừa nha các bạn. Mình cũng không muốn ăn ngọt quá nha. Nó sôi nè bạn, nên mình sên nhỏ nhỏ lửa thôi, mình đừng có sên lửa lớn quá nha các bạn. Mình sên lửa lớn quá thì nó khét nha các bạn. Đó. Làm nhẹ nhẹ thôi, thấy thôi đậu nó nát nha các bạn. Qua đĩa đường bây giờ bắt đầu nó khô lại từ từ nè các bạn, một hồi nó lên phấn nó là được nha các bạn, nó khô lại ha, mình rang cho nó khô lại, mình sên cho nó khô lại nha các bạn. Đó. Làm nhẹ nhẹ cho đậu đừng nát nha các bạn. Bây giờ nó khô lại nè, mình để nhỏ lửa thôi nha các bạn, mình đừng để lớn lửa quá nha các bạn, mình để lớn lửa quá thì nó bị khét nha các bạn, từ từ thôi cho nó khô tới cái mức đậu á, từ từ bây giờ nó khô lại nè các bạn, nó lên phấn rồi nè các bạn, hồi nó khô lại mình để cho nó khô lại nữa là được nha các bạn. Bạn làm nhẹ nhẹ thôi nha, làm mạnh quá mình sên mạnh quá nó bị nát á. Thấy nó lên phấn không, nó lên cái đường rồi đó, là nó khô từ từ là được nha các bạn. Cái mức đậu trắng các bạn nãy giờ mình rang lại thì mình rang nó khô vậy nè các bạn, là được rồi nha các bạn. Thì mình để cho nó nguội xong rồi mình bỏ vô keo mình đóng hộp nha các bạn, rất là ngon luôn các bạn thấy không. Giờ nó lên cái phấn trắng trắng nè, mình rang cho nó khô lại tí xíu nữa xong rồi cái mình cho vào trong keo nha các bạn. Mình rang khô mình sên nó khô lại vậy thì được rồi nha các bạn. Giờ mình cho nó ra dĩa nha các bạn, cho nó khô rồi nó nguội rồi mình mới cho vào trong keo nha các bạn, để dành mình ăn rất là ngon luôn nha các bạn. Mình luộc xong rồi mình ướp đường giống như mình vậy đó. Bạn cứ coi hết video của mình đi thì các bạn sẽ làm được thôi, làm giống y chang như mình đó là nó thành công à. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình tới đây nha. Nếu các bạn thấy hay á, thì hãy cho mình một like, một subscribe, một comment bên dưới động viên tinh thần mình làm video nha. Mình rất thích làm video luôn nha các bạn. Rồi, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo hấp dẫn hơn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình mấy lâu nay nha.